review cho các bạn một chiếc đồng hồ bấm giờ chỉ bằng hai ngón tay vậy nha. Remo trong cửa hàng Muji Bắc Sơn Lê Thánh Tôn, ở đây có nhiều đồng hồ xinh lắm. Mới mua về thì hộp trông như vậy nè, mở ra bên trong sẽ có pin đi kèm là loại pin nút nha. Còn đây là đồng hồ nè, để gắn pin vào thì phải có vít để mở phía sau cho pin vào như vậy. Sau đó thì mình canh chỉnh ngày giờ cho đúng. Đây là đồng hồ kết hợp với đếm ngược giờ luôn, nên lúc nào cần coi giờ thì để, không thì chuyển qua đếm ngược rất là tiện. Hết giờ nó sẽ kêu như vậy. Đó, đằng sau có nam châm nên gắn được lên tủ lạnh nha các bạn. Remo tại vì nó gọn lắm luôn á, để trong túi đem đi cà phê bấm giờ làm việc theo Pomodoro nè. Nhưng mà so với mấy đồng hồ khác thì nó rất đắt luôn. Mấy đồ điện tử cho Muji đúng là đắt sắc ra miếng thiệt á.